Em chào cả nhà. Bất động sản Việt rất vui lại tiếp tục đồng hành cùng quý đầu tư và anh chị. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng, nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay em về đây là ở ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến chị một miếng đất nền ha. Nằm vị trí đây là khá đẹp anh chị ha. Ở đây là trước màn hình mình, đây là đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận anh chị nha. Còn miếng đất mình nằm ở đường đan đây là 3m anh chị. Đường rất là rộng rãi anh chị ha. Với ngang là 10m, chiều sâu anh chị là 29m anh chị nha. Đặc biệt ở đây thì đất mình thì có 100m² thổ cư anh chị nha. Nếu mà anh chị có xe ô tô, xe tải mà lưu thông tới vị trí miếng đất của mình luôn anh chị. Cái hướng đất mình nằm ở đây anh chị là hướng Tây anh chị ha. Anh chị nào hợp phong thủy hướng Tây á, đây là vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Ở đây là hàng xóm anh chị ha. Trước tiên sẽ quay hàng xóm cho anh chị xem đường xá, rồi em lại em chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Ở đây thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị. Đó, mình về đây mình ở rất là thuận lợi anh chị ha. Đây rất là an ninh và rất là bình yên anh chị ha. Cái đường trước đất mình đây là đường đan 3m, là đường công cộng anh chị nha. Chủ ký gửi giá bán anh chị chỉ có là 520 triệu anh chị ha. Giá này chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn anh chị ha. Trên đất mình thì diện tích nó nhỏ thôi, vừa phải để mình cất cái nhà nhỏ nhỏ mình ở anh chị ha. Thì phía sau thì trước thì đều có hàng dừa hết. Dừa thì hiện tại thì chủ trồng được khoảng là 10 năm anh chị nha. Đang có quy lợi luôn anh chị. Dừa thì chủ nói bán là mỗi tháng thì 80 ngàn là một chục anh chị. Ở bên tay trái mình anh chị ha, để quay cho anh chị xem. Ở bên tay trái mình có một cái sông. Cái sông này khoảng là 20m anh chị. Rất là mát mẻ anh chị ha. Đây, để quay xuống cho anh chị xem. Cái bên sông này đó là mình sử dụng đất luôn chị ha. Đất của mình nha anh chị. Đó, mình lấy nước ra vô. Hay là chiều mà anh chị làm cái chòi thủy tạ đây, mình uống nước trà. Đó cũng rất là mát mẻ, rất là bình yên anh chị ha. Còn đất mình nằm bên đất liền, bên ta phải nha anh chị. Rồi để chỉ ranh giới cho anh chị xem nha. Đây là đất của mình anh chị. Đây, từ cái hàng rào bên ta phải màn hình anh chị nha. Đây, từ cái hàng rào bên ta phải qua bên trái mình là 10m, chiều sâu là 29m nha. Đây, hiện tại dừa đang có trái luôn chị không. Wow, xung quanh đất mình đã có hàng rào ranh giới hết anh chị nha. Đây. Đất mình thì hơi thấp hơn cái đường đan xíu anh chị nha. Qua cái ranh bên đây nè anh chị, để em gây gần cho chị xem nha. Đây, đây là ranh giới của mình anh chị ha. Rồi để quay hàng xóm cho anh chị mình nắm luôn nha. Đây, hàng xóm nhà cửa rất là đông đúc anh chị. Ở đây thì có xe ô tô, xe tải mà lưu thông rất là dễ dàng anh chị ha. Ở đây thì có cái cầu anh chị. Cái cầu này là kêu cầu Bảo An anh chị ha. Để quay gần cho anh chị thấy rõ hơn nha. Đây, cái cầu này là khi mà cầu Bảo An anh chị. Cầu rất là to anh chị nha. Đây, bên qua bên sông anh chị, bên bản là đường nhựa anh chị ha. Đường nhựa đó thì cũng rất là rộng anh chị, khoảng là 4m anh chị ha. Đây, không khí ở đây rất là trong lành anh chị ha. Thích hợp cho anh chị cô chú nào mà ít tiền ha, mình về đây mình cất cái nhà nhỏ nhỏ mình ở anh chị nha. Rồi em xin mời anh chị ha, giờ mình đi vô bên trong đất bể mình tham quan ở bên trong nha anh chị. Rồi em xin mời anh chị nha. Đất mình thì thấp hơn cái đường đan nha anh chị nha. Đây đất của mình anh chị không. Trên đất mình anh chị thì không có màu mã, không có vướng dây điện cao thế anh chị nha. Đất mình rất là đẹp anh chị. Cái này thì nếu mình chị cất nhà anh chị phải cuốn nền anh chị ha, tại đất mình nó thấp hơn đường đan nha anh chị. Còn phía sau anh chị khỏi bơm cát, tại phía sau mình trồng cái cây luôn. Dừa này thì ta trồng cũng hơi khích anh chị, có 3m anh chị ha. Đúng ra là dừa mình trồng phải là khoảng cách là 6m mới đúng anh chị ha. Đây, dừa này trồng khoảng là 10 năm anh chị nha. Dạ chào chú. Giờ để em ra ranh giới cuối cùng luôn để cho anh chị mình nắm ranh giới nha anh chị nha.
Anh chị và cô chú cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để tương tác với em để nhận được video mới nhất, tìm đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở để cho anh chị đầu tư hay về đây mình nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. Chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều nha. Ranh giới mình ở ngoài sau cũng có hàng rào luôn anh chị nha. Để em ra cái ranh cuối cùng luôn để chỉ ranh giới cho anh chị mình nắm ha. Nếu mà anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị, nếu mà tính từ bến xe miền Tây anh chị, để em đưa cái vị trí anh chị xem nha. Từ bến xe miền Tây thì về tới miếng đất nền của mình cần xem đó là 91 cây số anh chị ha. À, đường xá rất là dễ đi anh chị. Nếu mà đi xe ô tô là 1 tiếng 55 phút nha anh chị, còn nếu mà đi xe máy là khoảng là 2 tiếng đồng hồ mới tới anh chị nha. Hơn 2 tiếng anh chị. Đây. Đây là ngoài sau cái đất mình thì có một cái mương. Cái mương này nhỏ thôi chứ không có sâu anh chị nha. Mương này cạn thôi anh chị. Đây là cái ranh giới cuối cùng nè, để gom gần lại cho anh chị xem ha. Dạ. Đây là ranh lưới ra. Dạ chú. Đây là ranh giới cuối cùng của đất mình anh chị ha. Đó, chỉ rất là rõ chi tiết để cho anh chị mình nắm ha. Rồi để em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nền 9A xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ em xuống thoại màn hình nha. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi là 520 triệu nha. Giá này chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn chị nha. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.